Cuộc sống miền Tây xin kính chào tất cả quý cô chú ở quý anh chị. Thì sáng giờ mình bạn đi giao túi bao xài cho nhà vườn, mới vừa xong quay về. Thì sẵn mình tranh thủ mình đi ra cái vườn bốn công của mình á, thì mới kích được hôm nay nữa là 3 ngày. Thì cái ngày kích là mình không tính nha cả nhà, là hôm nay là được 3 ngày. Thì mình cũng nghe nhiều cô chú anh chị nhà vườn thì nói trong vòng 2-3 ngày hôm nay cái tiết lộc nó đi rất là mạnh, thì mình cũng sợ. Thì hôm nay mình tranh thủ đi ra mình thăm xem coi nó có kết quả gì hay chưa. Thì hồi bữa mà mình kích nha cả nhà, thì xài của mình có một vài cây nó đã đi lộc rồi nha. Thì cái chuyện đó mình bỏ cái chuyện đó qua một bên đi, còn cái chuyện mới hiện tại bây giờ nè là mình đi thăm coi nó có cây nào nó mới kích được 3 ngày mà nó bung đầu ra chưa. Nếu mà nó bung đầu ra là cái số của mình nó bị đen nha cả nhà. Còn nếu mà nó chưa bung đầu ra thì quả mai còn tạm tạm nha. Thì đây nè cả nhà, đây nè cả nhà, đây chưa có tình trạng gì hết luôn nha cả nhà, chưa có tình trạng gì hết, mới 3 ngày thôi nè cả nhà. Đây mấy cái đầu này là bữa hổm nó đã u rồi nha, chứ không phải là mình mới kích lên đây 3 ngày mà nó mới u nha cả nhà. Đây thì cái bữa mà mình xịt kích nha cả nhà, thì ông trời cũng còn đang mưa nó, mà nhưng tới chừng mình kích cái miếng này với cái miếng ở của anh mình hai công á, thì bắt đầu là từ cái bữa đó tới bữa nay là ổng không còn mưa nữa nha cả nhà. Nói chung là ổng nắng hoàn toàn, mà khí hậu á ổng nắng á thì nó rất là khắc nghiệt đó. Thì cái tình trạng này là nó sẽ kèm theo nó đi lọc rất là mạnh nha cả nhà, đi lọc rất là mạnh đó. Thì hôm nay á, cái lúc mà mình trên đường mà mình chạy về, mà từ ở dưới Sa Đéc mình chạy dài về á, thì mình thấy cũng có vài vườn xài, mà nhưng mình không biết là người ta có đổ thuốc gốc hay chưa. Thì mình thấy nó ra lọc là hoàn toàn 100%, lọc đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Lọc nói chung là đẹp, rất là đẹp đó. Còn thêm những thông tin là của một cái vườn xài của ông chú mình dưới kia, là ông nói là kích là bữa hổm là nó ra lọc, là mình nói với cả nhà là tầm khoảng 80-90%, mà nhưng tới ngày hôm nay á thì nó chỉ có được 50% là bông, 50% là bọc, là lọc nha cả nhà. Nó là tỷ lệ nó bẻ đi lọc lại là 50% đó. Thì nói chung với cả nhà hiện tại bây giờ á, thì cái thời tiết mà mình nói với cả nhà nó bông hay nó lọc thì nó rất là khó đoán. Thì nếu mà lá lọc xài của mình nó già, nó tới chỉ, thì tới ngày thì mình lên thuốc mình xịt thôi. Còn cái chuyện mà nó ra bông ra lọc là hên xui nha cả nhà. Nếu mà nó ra bông được á, thì số mình nó đỏ lắm. Còn nó đi lọc á, thì số mình nó bị đen nha. Thì có một cái vườn xài gần kế bên đây của mình nè, thì không biết là chủ vườn người ta cũng kích mấy cử, không biết mấy cử nha cả nhà. Mà nhưng mình thấy là nó có lú vài bông đó, mà trong đó thì cũng có cái vài cái đi lọc. Thì sẵn đây mình qua mình quay cho cả nhà xem để tham khảo luôn. Thì một hàng quà lọc này của mình là cũng chưa có nhúc nhích gì nha cả nhà. Chứ thường hòa lọc là kích một cử mà quà, mà trong vòng vài ba ngày là mình thấy nó có tin rồi đó. Mà cái này mới kích có cử đầu, hôm nay nó 3 ngày rồi mà chưa có thấy gì hết trơn, thì nó cũng tạm tính ok đi cả nhà. Thì đợi vài ngày sau thì mình tiếp tục mình quay cho cả nhà xem nha. Thì để mình quay cái vườn xài gạn đất của mình nè. Thì chủ vườn người ta kích mấy cử thì mình không rành nha, mà nhưng mình thấy là nó có đi lọc ở trong đó nha cả nhà. Bông thì cũng có nữa, chứ không phải là lọc không mà bông không nha cả nhà. Đây nè cả nhà, nó ngay cả nhà, đây bông nè cả nhà, nè bông này nha. Rồi cái lọc ở cái này, trên này là đi lọc vừa bông luôn nè cả nhà. Đây hai cái, một cái lú lọc, cái lú bông, mà giờ cái kia thì cái lọc lên rồi mà cái bông giờ đậu ra sao nó, cái đó kêu bông lọc nha cả nhà. Đây cái vườn này thì không biết là kích mấy cử, chung là không biết kích mấy cử, mà mình thấy nó ra bông cũng khá là nhiều nha, ra bông khá là nhiều, trong đó thì cũng có đi lọc nữa nha cả nhà. Nói chung bây giờ hên xui thôi cả nhà ơi. Nếu mình hên á thì xài nó ra bông, còn xui thì nó đi lọc, thì mình đợi thêm tháng rưỡi nữa thì mình bắt đầu mình kích lại nha cả nhà. Thì nói chung là thua keo này thì mình gậy keo khác, còn nếu mà thua hoài thì cái như mình nghỉ vụ này luôn, cho chắc ăn nha cả nhà. Đây cái vườn này là kích hổm dài cũng nhiều, cũng mấy cử rồi, da bông hết rồi, thì người ta xịt dưỡng cũng hai cử rồi nha cả nhà. Thì quy giáo của mình tới đây cũng xin kết thúc nha, hẹn gặp lại cả nhà vào quy giáo tới. Chào tạm biệt cả nhà.